lối ra giác ngộ. Một khu vườn rất là đẹp. Đây, quý vị nhìn quang cảnh trong này. Ở đây là có những người đang rất là vui vẻ, có những người đang rất là cực khổ, có những người đang rất là tận hưởng giống như mấy em nhỏ. Và vị thầy ngồi đằng kia thì như thế nào? Mặc dù mọi người vui vẻ, mọi người khổ đau hay là mọi người gì đó, thầy cũng phải quan tâm đến với tất cả. Trong một buổi tiệc vui thì làm thầy là mình phải lo cho những cái người khác, những cái người mà đang thiếu vui, nên thầy phải không có chung vui mà phải trò chuyện với những người mà họ đang không có rảnh tay, họ đang không có enjoy cuộc sống được. Đó. Đây, những cô nướng đồ ăn rất ngon để phục vụ. Dạ quá ngon, cảm ơn các cô. Đây, những giọt mồ hôi của các cô đã đổ xuống để cho mọi người vui vẻ có được những món ăn ngon. Những em bé sao không ăn đi? Ăn no chưa? Ăn no chưa mấy em? Ăn nữa không? Nữa đi. Bây giờ mình quá rồi. Cha chỉ lớn không thành.